Có 1 giây phút để mà cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay. Chúa, chúng con tạ ơn Ngài sự thương xót của Chúa cùng chúng con. Buổi chiều ngày hôm nay chúng con đến với Ngài chơi trong sự học hỏi. Chúng con xin Chúa Thánh Linh Ngài đến và Ngài dạy dỗ chúng con chơi cho chúng con biết được mục tiêu và ý định của Ngài chơi để cho đời sống mỗi một chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa cùng chúng con cầu nguyện nhân Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Một trong những điều mà tôi không có học về tôn giáo nhiều, tôi không biết nhiều về những tôn giáo khác, tôi cũng không biết nhiều về Cơ Đốc giáo nữa. Tôi không biết nhiều về rất là nhiều thứ, nhưng mà một cái mà chúng ta biết được rằng ở trong Chúa thì chúng ta có một sự kêu gọi nó rất là khác với lại sự kêu gọi của những tôn giáo khác. Đó là Chúa kêu gọi một nhóm người đông, Chúa kêu gọi một cái hội thánh là một nhóm người, Chúa không có kêu gọi một đơn vị, và Chúa cũng không kêu gọi mọi người đều giống như nhau. Chúng ta thấy được rằng ở trong cái đoạn kinh thánh mà cô Chiến vừa đọc qua, trong Côrintô thứ nhất đoạn số 12 câu số 1 cho đến câu số 15, cho chúng ta biết được điều này. Có rất là nhiều người đi theo một cái tôn giáo và họ nghĩ rằng cái tôn giáo đó sẽ giúp đỡ cho họ để đạt đến một cái tiêu chuẩn nào đó, để đạt đến được một cái mức gì đó ở trong cái cuộc sống này, để cho rồi họ đi lên thiên đàng, phải không ạ? Nếu mà chúng ta đi tụng kinh, chúng ta làm những cái việc tốt, thì cái điều mà chúng ta mong mỏi đó là khi mà chúng ta chết rồi thì chúng ta sẽ đi về thiên đàng. Phần đông của tất cả tôn giáo đều giúp cho chúng ta có được một cái khái niệm, đó là nếu mà tôi ăn ở hiền lành và nếu mà tôi không có làm những cái gì ác độc, nếu mà tôi làm những cái gì đó vân vân và vân vân, đi nhóm đọc kinh thánh cầu nguyện, chúng ta đi theo những cái chỉ tiêu nào đó, những cái tiêu chuẩn nào đó, và nếu mà chúng ta làm y chang như vậy thì chúng ta sẽ một ngày nào đó sẽ về thiên đàng. Mặc dù điều đó là đi theo Chúa, đi nhà thờ, đi theo đạo Tin Lành hoặc là Công giáo hoặc là các tôn giáo khác, cái mục tiêu nó giống như nhau, đó là kêu gọi mỗi một người đều giống như nhau, kêu gọi mỗi một người đều làm theo những thủ tục để chúng ta đi về thiên đàng. Giống như là những người mà di dân từ Việt Nam qua bên này thì chúng ta muốn hỏi là cái thủ tục giấy tờ để mà chúng ta nộp vô, nó cần phải qua những cái trạng thái nào và chúng ta cần phải trả những cái tiền lệ phí nào để mà chúng ta được lên trên máy bay rồi đi qua bên này. Thì chúng ta muốn biết tôn giáo có lẽ đối với rất là nhiều người cho chúng ta một cái thủ tục để mà chúng ta làm theo để rồi chúng ta có được cái giấy visa để được vào trong nước thiên đàng. Tôi không biết được rằng cái đó có nó có đúng theo như cái khái niệm mà chúng ta nghĩ về tôn giáo hay không, nhưng mà theo tôi nghĩ thì đó là phần đông chúng ta làm những cái điều đó. Bởi vì cho nên trong sách Galati, chúng ta thấy được rằng ở trong hội thánh lúc ban đầu thì những người Do Thái đó, họ đưa ra những cái tiêu chuẩn. Những người nam thì cần phải có phép bắt các bì rồi đi qua những cái thủ tục của Do Thái giáo. Mặc dù họ tin Chúa Giêsu, mặc dù họ có đức tin rằng Đức Chúa Trời cứu họ bởi vì cái đức tin của họ, nhưng mà họ vẫn có những cái thủ tục mà họ cần phải đi qua để mà bảo đảm rằng họ khi mà chết rồi thì Chúa sẽ cứu họ. Một điều mà ông Phaolô muốn đưa ra với chúng ta đó là không phải là Tin Lành là một cái tôn giáo, nhưng mà Tin Lành là một cái sự kêu gọi của Đức Thánh Linh ở trong lòng của mỗi một con người sống ở trên đất này để làm việc chung với nhau. Thì chúng ta thấy rằng không có một cái tôn giáo nào khác cho chúng ta một cái khái niệm này. Chúng ta đọc lại ở trong sách Côrintô thứ nhất, đoạn số 12, bắt đầu từ câu số 12 trở đi thì nói như thế thế này: và như thân là một và có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp lại thành một thân mà thôi.
Chúng ta thấy được rằng ông Phaolô ông đưa ra đây một cái khái niệm rằng mỗi một chúng ta là một đơn vị trong một cái thân thể rất là lớn, nó rất là khác. Là Chúa không kêu gọi để mà cứu một người hoặc là người kia bởi vì họ tốt đẹp, bởi vì họ trọn vẹn, bởi vì họ không làm những cái điều xấu này khiến nọ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên hội thánh của Chúa để cho mỗi một chúng ta đều góp vào trong sự cứu chuộc của nhau. Nó rất là khác. Nó không phải là chúng ta mỗi một người đều đi đến với Chúa riêng và rồi để bảo đảm cho sự cứu rỗi riêng của mỗi một mình. Nhưng mà ở đây ông Phaolô ông đưa ra với chúng ta rằng chỉ có một Đức Thánh Linh, chỉ có một Đức Chúa Trời, chỉ có một thân thể và mọi người đều nằm ở trong cái thân thể đó và chúng ta cố gắng để mà giúp đỡ nhau để đi vào trong nước thiên đàng chung với nhau. Đây là không phải là một cái tôn giáo để chúng ta tự cứu lấy mình. Đây là một cái điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi để chúng ta hiệp lại với nhau để mà cùng dẫn dắt nhau vào trong ngưỡng cửa thiên đàng chung với nhau. Cái bức hình mà luôn luôn chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh đó là khi mà ông Môi-se ông dẫn dân sự đi ra khỏi Ai Cập, Ai Cập, thì khi mà chúng ta thấy cái bức hình đó, họ đi đến cái biển đỏ thì họ ngừng lại bởi vì không qua được. Và rồi sao ông Môi-se ông mới đưa gậy lên, Đức Chúa Trời bảo với ông giơ gậy lên, nước tách ra và cả dân sự đều đi qua cái biển đỏ đó, đi vào trong đất hứa. Đó là cái bức hình của Cơ Đốc giáo. Không phải là Cơ Đốc giáo là những người nào mạnh chạy trước, những người nào khỏe có thể đi được, đi qua trước. Nhưng mà Cơ Đốc giáo ấy là mỗi một người già trẻ lớn bé đều cùng đi qua cái biển đỏ đó chung với nhau. Ông Môi-se ông không đi qua biển đỏ cho đến khi cái người cuối cùng của cái phái đoàn đó đi qua rồi ông mới đi qua. Chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời không có muốn cứu một đơn vị. Chúa không có muốn cứu những cái người nào tốt đẹp. Chúa không có muốn cứu một vài người nào đó đúng cái theo cái tiêu chuẩn của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời mong mỏi rằng mọi người đều dẫn dắt nhau ra khỏi Ai Cập, qua khỏi biển đỏ và đi vào trong đất hứa của Đức Chúa Trời. Bức hình của Môi-se cựu ước cũng giống như cái bức hình của ngày hôm nay tân ước. Đức Chúa Trời mong mỏi một điều: chúng ta đối xử với nhau trong cái tình yêu của Chúa ban cho. Ở trong này chúng ta thấy được rằng ông Phaolô ông nhấn mạnh một vài điều ở đây. Đó là Đức Thánh Linh ban cho chúng ta những cái ơn. Mỗi một chúng ta đều có một cái ơn khác nhau. Không phải là mỗi một chúng ta đều có ơn giống y chang như nhau. Không phải là chúng ta đều có ơn cầu nguyện. Không phải là chúng ta đều có ơn chữa lành. Không phải là chúng ta đều có ơn giảng dạy. Không phải là chúng ta đều có một cái ơn, hoặc là chúng ta một người nào đó được tất cả những cái ơn nào đó mà có thể có được. Bởi vì khi mà chúng ta đọc ở trong Galatia đoạn số 5 thì chúng ta thấy được cái người ta gọi là chín trái thánh linh, nhưng mà thật sự chỉ có một thánh linh thôi, cho nên làm sao có được chín trái. Những cái phần mà ông Phaolô ông viết ra nói lên về một cái gì đó mà Đức Thánh Linh ban phước cho chúng ta. Chúa Thánh Linh đem chúng ta lại với nhau bằng cách cho mỗi một chúng ta một cái ơn tứ khác nhau, để chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, dạy dỗ, huấn luyện và đem nhau vào trong ngưỡng cửa thiên đàng chung với nhau. Ở trong câu số 13, vì chân chúng ta hoặc là người Juda hoặc là người Correct hoặc là tôi mọi hoặc là tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh. Ông ta không muốn nói, ông Phaolô không có muốn nói rằng chúng ta chịu báp têm ở trong cái hồ nước. Ông Phaolô ông không có không phân biệt rằng chúng ta làm phép báp têm ở đâu, ở trong dòng sông nào, ở dưới nước nào, ai làm phép báp têm cho chúng ta. Ông không có đặt nặng vấn đề đó. Ông muốn nói với chúng ta rằng chúng ta đã chịu phép báp têm chung một thánh linh. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có, nếu mà chúng ta quay lại cái phần đầu của cái đoạn kinh thánh này thì chúng ta thấy rằng ông Phaolô muốn nói điều này ở trong câu số 8. Và người này nhờ Đức Thánh Linh mà được nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Thánh Linh ấy cũng được lời nói trí thức. Chúng ta thấy được rằng Đức Thánh Linh vận hành trong mỗi một tấm lòng của chúng ta.
thậm chí đến cái niềm tin của chúng ta trong Chúa. Nếu mà chúng tôi quay lại sớm hơn chút xíu nữa, chúng ta thấy được rằng ông Phaolô nó muốn nói điều này. Ở trong câu số 3, bởi đó tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng bị nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh thì cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta công nhận rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa của chúng ta, đó không phải là tại vì chúng ta có thể làm được công việc đó. Đó là bởi vì Đức Thánh Linh dạy dỗ cái điều đó cho chúng ta. Đó là Đức Thánh Linh cảm xúc trong lòng của chúng ta nhận diện rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta. Có rất là nhiều người nói rằng tại sao không tin Chúa đi? Chúng ta đi ra và chúng ta nói với những người khác, ủa tôi nói hết mọi điều rồi, tôi giải thích rồi, tôi phân vân rồi, tôi đưa ra tất cả những cái gì đó mà quý vị có thể tin Chúa được rồi. Tại sao quý vị không tin Chúa đi? Tin tôi đi chứ, phải không ạ? Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây là họ không thể nào mà tin Chúa được nếu không phải bởi vì Chúa ban cho họ cái đức tin để mà tin. Thậm chí trong cái sự tin kính, thậm chí trong cái sự mà công nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta cũng không có nằm trong cái quyền sở hữu của mình. Chúng ta không có cái tài để mà tin Chúa. Chúng ta không có cái đức tin để mà tin Chúa. Chỉ có khi Đức Thánh Linh đến và dạy chúng ta biết tin thì chúng ta mới có thể tin được. Rất là nhiều lần mà khi tôi đứng lên trước hội thánh, tôi chia sẻ lời của Chúa thì nó hơi run run một xíu, phải không ạ? Là bởi vì tôi đâu có đi học trường kinh thánh nào đâu, tôi đâu có biết gì đâu mà nói. Thì tôi nhớ lại hồi xưa, và đây là cái lời mà luôn luôn ở trên lòng của tôi khi mà tôi đứng trước hội thánh để mà chia sẻ lời của Chúa. Ở trong Luca đoạn số 12, câu số 11 cho đến câu số 12, đây là một cái niềm an ủi lớn cho tôi. Thì đây là lời ở trong Kinh Thánh, trong Luca đoạn số 12, câu số 11 cho đến câu số 12 có nói như thế này. Khi người ta đem ngươi đến nhà hội, trước mặt các quan án và quan cai trị, thì chớ lo về cách nói, cách nào để binh vực mình hoặc nói lời gì. Ở trong câu số 12, bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy ngươi những lời phải nói. Chúng ta thấy được rằng, đối với là một người tin Chúa, Đức Chúa Thánh Linh đến để cho chúng ta một cái niềm tin. Đức Chúa Thánh Linh đến để cho chúng ta những cái lời nói, để cầu thay cho chúng ta, để dạy dỗ chúng ta mọi phương diện về Đức Chúa Trời. Chúng ta được dẫn dắt bởi Đức Chúa Thánh Linh từ lúc mà chúng ta còn nhỏ trong Chúa cho đến lúc mà chúng ta trưởng thành ở trong Chúa. Đức Chúa Thánh Linh có một cái nhiệm vụ để mà huấn luyện, dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta mỗi một lúc ở trong cuộc đời chúng ta. Có rất là nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta nói rằng, ôi Chúa ơi, Chúa đang ở đâu rồi? Tại sao con không có thấy được ơn phước của Ngài? Tại sao con không thấy được cái sự cứu chuộc của Ngài? Tại sao con không có thấy được cái sự chỉ dẫn của Ngài? Con không thấy được cái niềm hạnh phúc, chúng con không thấy được cái niềm bình an ở trong cuộc sống này. Chúa đang ở đâu? Ở trong những cái giây phút đó, chúng ta cần nhận diện được rằng Chúa đang huấn luyện chúng ta, Chúa đang dạy dỗ chúng ta. Trong tuần lễ vừa qua thì tôi thay tả cho thằng bé hơi nhiều. Nó mới sanh cho nên một ngày ít nhất 8 cho đến 12 cái tả, phải không ạ? Mỗi lần nó ăn thì phải thay tả. Tôi nhớ lại mỗi lần mà tôi thay tả thì tôi nhớ lại một bài chia sẻ mà có đây lâu lắm rồi. Tôi được nghe một vị mục sư, cũng lúc đó ông vừa mới có người con. Thì ông ta mới chia sẻ rằng một ngày kia ông ta đứng đó và nhìn xuống người con của mình, nó cũng được mấy tháng rồi. Thì ông ta mới nổi cáu lên, nói rằng tại sao mà cứ ý hoài à? Có sức ý thì có sức lượng đi, đúng không? Tại vì nếu như mà nó mỗi một lần mà nó ị ra thì ông phải dọn, mà nó ị chứ ông đâu ị ra cho tại sao ông phải dọn. Cho nên ông nói với nó rằng thôi con tự dọn đi, bố còn nhiều chuyện lắm cần phải làm, con tự dọn đi. Thì ông ta nói cái điều đó với lại cái ý niệm rằng
Mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cảm thấy giống đời sống của chúng ta nó có rất là nhiều những cái sự dơ giấy. Chúng ta có lẽ có những cái sự tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta để chúng ta phải tự dọn lấy mình. Trong lúc chúng ta không có cái khả năng để làm công việc đó. Một đứa bé 1, 2 tháng, 3 tháng, 3 tuổi, có lẽ 10 tuổi cũng chưa chắc gì nó đã có thể có cái khả năng để mà tự lo đến bản thân của nó. Nó không thể nào mà nó rửa nó được. Nó không có thể nào mà nó tự chăm sóc cho nó được. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời bắt buộc chúng ta, ép buộc chúng ta cần phải sống một đời sống trọn vẹn trước mặt Ngài, thì đó chẳng khác gì một người cha nói với người con ơi, con tự dọn đi. Làm sao nó có thể tự dọn được? Làm sao chúng ta có thể tự dọn được những cái sự dơ bẩn trong cuộc sống của chúng ta? Vừa rồi tôi đứng đó và tôi nói chuyện với Chúa. Tôi nói rằng, Chúa ơi, vậy tại sao Chúa làm, tại sao con người của mà Chúa tạo dựng nên cần phải tạo ra những sự dơ giấy làm gì? Chúa có quyền đúng không? Chúa tạo dựng nên con người, tại sao chúng ta cần phải có những cái sự dơ giấy? Phải không? Quý vị cứ nghĩ đi. Nếu như mà em bé nó không bao giờ nó cần phải đi cầu thì chúng ta không cần phải tay tã. Đức Chúa Trời có được cái khả năng để mà tạo dựng nên con người không có cần đi cầu đúng không? Nhưng mà tại sao Chúa lại làm điều đó? Có bao giờ chúng ta nghĩ đến điều đó hay không? Tại sao chúng ta có những cái sự dơ bẩn ở trong cuộc sống của mình? Tôi hỏi Chúa điều đó. Và Chúa nói rằng, ủa, không phải là mỗi một lần con thay tã, con nhìn vào trong cái tã đó, coi thử nó có cái gì ở trong đó. Cái phân của nó như thế nào? Cái nước tiểu của nó màu gì? Nó không đi cầu là một chuyện rất là đáng lo, phải không ạ? Nó đi cầu được là mình rất là vui mừng, phải không ạ? Trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa không có nhìn vào trong những cái điều đó và gọi đó là sự dơ bẩn. Chỉ có con người chúng ta gọi nó là sự dơ bẩn. Thật tình ra tôi nhìn vào trong cái tã đó mỗi một lần, xem xét coi thử nó màu gì, nó như thế nào, để mà biết được cái đứa bé đó nó có đang lớn mạnh hay không. Cái màu nó cho chúng ta biết được nó có đang khỏe hay không. Chúng ta coi nó là dơ bẩn, nhưng mà nó có cái giá trị của nó. Nó có cái mục tiêu của nó. Nó có cái ý nghĩa của nó nằm ở trong cái đó. Không phải nó không có ý nghĩa. Không phải nó là vô ích. Không phải là nó là một cái gì mà chúng ta cần phải dẹp qua một bên. Không cần đến nó. Chúa nhìn vào trong đời sống mỗi một của chúng ta, xem xét tất cả những cái gì đó mà chúng ta đang thải ra ngày hôm nay, và cho chúng ta biết được rằng chúng ta đang ở đâu, đang ở trạng thái nào ở trong sự trưởng thành của chúng ta là một con người. Ngày hôm nay có lẽ chúng ta vẫn còn đang có nhiều điều mà chúng ta muốn bỏ đi, muốn chấm dứt, muốn cho nó sạch sẽ hơn, muốn cho nó đỡ dơ hơn. Nhưng mà nếu như tất cả những cái gì đó mà chúng ta tiếp thu vào nó vẫn còn là những sự dơ bẩn, thì làm sao những cái điều mà chúng ta thải ra nó không dơ bẩn, không ạ? Chỉ có những cái gì đó để đi vào nó sạch sẽ thì nó mới giúp cho chúng ta thải ra những cái gì đó nó lành mạnh. Đức Chúa Trời đến và dạy dỗ chúng ta, hướng dẫn chúng ta, cho chúng ta biết được tấm lòng của Đức Chúa Cha đối với mỗi một chúng ta. Ngày hôm nay Chúa không nhìn vào trong đời sống mỗi một chúng ta và nói rằng, ô con ơi, con quá dơ. Chúa không nhìn vào trong đời sống mỗi một chúng con nói, con ơi, con quá tội lỗi. Chúa nhìn vào trong đời sống của chúng ta và nói với chúng ta rằng, con là con,
Và Chúa sẽ luôn luôn ở đó để giúp cho chúng ta, để dạy chúng ta, để huấn luyện chúng ta, để chỉ cho chúng ta những cái phần nào đó mà chúng ta cần phải huấn luyện, trau dồi để mà biết được cái tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta vẫn còn mong mỏi để mà tự làm cho mình tốt đẹp hơn, mong mỏi để làm cho mình sạch sẽ hơn, mong mỏi để cho đời sống của mình nó bớt tội lỗi đi, thật sự cái điều đó chúng ta không làm được. Chúng ta không có khả năng để mà bớt làm tội. Cũng giống như một em bé không thể nào mà nó tự nó làm cho nó sạch được. Đó là cái công việc của Đức Chúa Trời. Đó là cái lý do tại sao ông Phaolô ông viết những cái bức thơ này lại cho chúng ta. Ông nói là ngày hôm nay có rất là nhiều người nói với lại quý ông bà chị em, quý vị đi nhà thờ đi, quý vị cầu nguyện đi, quý vị đọc kinh thánh đi, quý vị làm những cái thủ tục này kia khác nọ, và rồi tự từ những cái công việc đó nó sẽ sanh ra sự thánh sạch. Nhưng mà thật sự nó không có làm gì hết. Nó chỉ là những cái lề thói mà chúng ta bước theo, là những cái luật lệ mà chúng ta tự bày ra để mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta tốt đẹp hơn. Nhưng mà con người chúng ta không có khác. Sự suy nghĩ của chúng ta nó không có khác. Chúng ta cũng y chang như là cái người mà trước khi chúng ta biết Chúa. Chỉ có khi nào mà Đức Thánh Linh đến và giúp cho chúng ta để chúng ta trở nên một người biết được cái tâm tình của Đấng Christ đối với chúng ta. Biết được lý do tại sao Chúa hy sinh cho chúng ta. Biết được cái tâm lòng mà tại sao Đức Chúa Trời phải cho con độc sinh của Ngài xuống thế gian này để chết đền tội cho chúng ta. Thấy được cái tình yêu đó, nhận diện được, kinh nghiệm được, hiểu được cái tình yêu đó, thì thật sự trong cái lúc đó chúng ta mới biết được Đức Chúa Trời. Chúa không quan tâm đến cái tội lỗi của chúng ta. Chúa không có quan tâm đến cái gì mà chúng ta gọi là dơ giấy. Chỉ có chúng ta nhìn nhau và nói người này dơ, người kia sạch, người này đẹp, người kia xấu. Chỉ có chúng ta mới đưa ra những cái tiêu chuẩn đó thôi. Còn khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người chúng ta, Chúa không nhìn đến sự người này đẹp. Không phải là Chúa nói là ngày hôm nay ta quyết định ta làm đứa này nó đẹp, và ta quyết định là ta làm cái đứa đó nó xấu. Trước mặt Đức Chúa Trời, mỗi một tạo vật trong tay của Ngài đều là tốt đẹp, đều là trọn vẹn. Chỉ có chúng ta nhìn nhau và cho rằng người này trọn vẹn và người kia không thôi. Chứ đối với Đức Chúa Trời, mỗi một chúng ta đều là trọn vẹn trong mắt của Ngài. Chúng ta, nếu mà chúng ta có kinh thánh, xin mở ra với tôi ở trong sách Galati, đoạn số 5. Ở trong câu số 16 bắt đầu: Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, và Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Ông Phaolô muốn nói đây rất là rõ ràng cho chúng ta. Nên anh em không làm được điều mà mình muốn làm. Ở đây ai không muốn làm những điều tốt đẹp? Ở đây ai không muốn làm những cái gì đó mà gây dựng nên cái đời sống của mình, hoặc là gây dựng nên cái đời sống của gia đình mình? Ai ở đây không muốn làm những cái điều gì đó tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm được cho nhau? Nếu mà chúng ta có khả năng làm được điều đó, ai cũng làm được hết. Nhưng mà ông Phaolô muốn nói đây, chúng ta không có cái khả năng để làm công việc đó. Nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Có rất là nhiều mà điều mà chúng ta muốn làm, những điều tốt mà chúng ta muốn làm mà chúng ta không làm được nó, là bởi vì nó nằm ở ngoài cái phạm vi và cái khả năng mà chúng ta có. Nhưng ở trong câu số 18 nói: Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Ông ta muốn nói với chúng ta một điều cuối cùng: nếu mà chúng ta bước đi theo Chúa Thánh Linh, thì tất cả những cái công việc mà chúng ta làm
nó đều là trọn vẹn. Tại sao ông ta nói điều này? Là bởi vì khi mà chúng ta hiểu được cái tâm tình của Đấng Christ, chúng ta thấy được cái điều mà Chúa mong mỏi nơi chúng ta, và chúng ta làm theo những cái điều đó, thì chúng ta biết được rằng chúng ta sẽ được trọn vẹn trước mặt của Đức Chúa Trời. Không phải là theo tiêu chuẩn của một người nào đó đưa ra, chúng ta cắt bì thì tốt cho ai? Không có tốt cho ai hết. Chúng ta làm theo luật lệ thì nó tốt cho ai? Nó không có giúp được cho chúng ta, bởi vì chúng ta bị ép để mà làm theo những cái luật lệ. Điều mà ông Phaolô muốn nói ở đây, mình không có khả năng làm những điều tốt mà mình muốn. Mình chỉ có khả năng để mình làm những điều gì đó mà Đức Thánh Linh dạy dỗ cho mình. Cái điều đó nó khác. Nó làm sao chúng ta có thể hiểu được cái điều mà ông Phaolô muốn nói ở đây? Giống như là trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 12, ông Phaolô muốn nói rằng mỗi một chúng ta đều có một ơn. Và tất cả những người ở trong hội thánh đều có những cái ơn tứ mà cũng một Đức Thánh Linh đó ban cho. Nếu mà chúng ta có thể hiệp lại với nhau để làm một công việc chung với nhau, để mà dẫn dắt nhau, để mà đem nhau đến với ngưỡng cửa của thiên đàng chung với nhau, thì đó là điều mà Đức Chúa Trời mong mỏi. Ngày hôm nay rất là nhiều người trong chúng ta mong mỏi để đem tự chính mình đi vào trong nước thiên đàng. Cái điều đó nó không có tốt đẹp, là bởi vì sao? Mình vẫn lo cho cái này, cái sự cứu rỗi riêng của mình. Và trong khi đó thì cái điều mà Đức Thánh Linh muốn nơi chúng ta, đó là chúng ta dìu dắt nhau vào trong nước thiên đàng. Bởi vì sao? Những người mà mạnh trong Chúa đó, những người nào mà cầu nguyện được đó, những người nào mà đọc Kinh Thánh được á, những người nào mà tìm kiếm Chúa được á, những người nào mà có thể thức dậy sớm để mà cầu nguyện được với Chúa á, thì những người đó đi thiên đàng. Còn tất cả những người khác á, thì cứ đi xuống địa ngục đi, phải không ạ? Phải không? Đó không phải là cái tâm tình của Đấng Christ. Đó không phải là cái tâm tình mà Chúa mong mọi nơi con cái của Ngài tự cứu lấy mình. Nếu như mà cái đó là cái tâm tình của Đấng Christ thì Đức Chúa Giêsu không cần phải chết trên cái thập tự giá làm gì hết. Nhưng mà cái tâm tình của Đấng Christ đó là chúng ta cùng giúp nhau để chúng ta đi vào trong nước thiên đàng chung. Bởi vậy cho nên Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta mỗi một người một ân tứ khác nhau để chúng ta cùng hòa thuận với nhau, để mà cùng dìu dắt nhau vào trong nước thiên đàng. Không ai mạnh, không ai yếu, chúng ta tất cả đều giúp nhau để đi vào trong nước thiên đàng chung với nhau. Đó là cái điều mà Đức Thánh Linh mong mỏi nơi chúng ta. Tôi không thể nào mà một ngày nào đó khi mà tôi lớn rồi, tôi không có tự tắm rửa được, dọn được cho chính mình, thì lúc đó con tôi nó phải lo cho tôi. Tại vì mình ngày hôm nay nó không tự lo được, thế nên nó phải lo, tôi phải lo cho nó. Thì cũng như vậy, tôi nghĩ chúng ta cần, có lúc chúng ta mạnh, có lúc chúng ta sẽ yếu, có lúc chúng ta sẽ sa ngã, có lúc chúng ta sẽ đứng vững. Và những người xung quanh chúng ta, mỗi một người đều như vậy. Và nếu mà chúng ta cùng gánh nặng, gánh những cái gánh nặng đó chung với nhau, đó là tâm tình của Đấng Christ. Còn nếu không thì ai sẽ dìu chúng ta khi mà chúng ta ngã? Và chúng ta sẽ dìu ai khi mà họ ngã? Bởi vậy cho nên đối với tôi, khi mà tôi đọc qua cái lời của Phaolô viết, tôi thấy được rằng đó là cái lý do tại sao ông ta có một cái tâm tình mà muốn chia sẻ lời của Chúa, chia sẻ tin lành cho những người khác. Nói rất là đơn giản hơn là ông ta muốn chia sẻ cái tình yêu thương mà ông cảm nhận được từ nơi Đức Chúa Trời. Ông Phaolô là một người rất là mạnh mẽ trong Chúa. Ông ta có thể nói rằng, ô, mặc kệ mọi người, cần gì mà phải bị đánh đập, chửi rủa, phải không ạ? Cần gì mà để phải đi tù, bị bắt bớ. Thôi, mình tự mình cứ xách thân mình vào trong nước thiên đàng rồi, mặc kệ nó muốn làm gì nó làm. Phải không ạ? Ông đâu có cần phải đánh lộn cãi lộn với những người này làm gì. Ông đâu có cần phải tự
phân vân về những cái điều mà những người khác nói về ông làm gì. Ông nói ok, không tin hả? Được rồi, tự mình tôi biết Chúa, tôi đi với Chúa thôi, cần gì mấy người. Nhưng mà cái tâm tình của ông Phaolô ở đây nó phản ảnh cái tâm tình của Đấng Christ, rằng ông ta muốn mọi người đều đến để nhận diện được cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với mỗi một người trong chúng ta. Chúa không quan tâm đến những cái sự dơ bẩn mà chúng ta gọi là dơ bẩn, bởi vì Chúa cũng tạo dựng nên nó. Có cái gì mà chúng ta trải qua ngày hôm nay mà Đức Chúa Trời không tạo dựng nên? Có cái gì mà chúng ta có mà Đức Chúa Trời không làm ra? Chúng ta nhìn trong gương và nói ô tóc tôi bạc, ước gì nó đừng bạc. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên nó phải bạc, cho nên đó là sự tốt đẹp trước mặt Chúa. Hồi lúc mà tôi còn nhỏ, tôi cứ luôn luôn nói với Chúa ơi, Chúa ơi, tại sao con xấu thế? Tại sao con thấp thế? Tại sao con vân vân và vân vân. Có rất là nhiều điều mà chúng ta nhìn trong cái gương và chúng ta cảm thấy tại sao Chúa ơi, tại sao con thế này thế kia, tại sao Chúa không làm cho con tốt đẹp hơn. Nhưng những cái khiếm khuyết ở trong đời sống của chúng ta, những cái sự gì đó mà chúng ta cho là khiếm khuyết, Chúa tạo dựng nó để chúng ta có thể thấy được những sự yếu đuối của mình, nhìn nhận được những sự yếu đuối trong những người xung quanh mình, và biết được rằng nếu như mà chúng ta đến để hỗ trợ lẫn nhau, đến để mà giúp đỡ lẫn nhau, đến để mà phá vỡ đi hết tất cả những cái sự mặc cảm mà mình cảm nhận ở trong đời sống riêng của mình. Nếu mà những người khác không có nói với tôi là ô, sao mày xấu thế, thì tôi đâu biết tôi xấu. Phải không ạ? À? Phải có những người nào đó nói thì mình mới công nhận được, mình mới nhìn vào trong cái gương và nói ô, đúng thiệt, mình xấu thiệt. Chứ nếu mà những người khác đến và nói với mình Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con rất là tốt đẹp, thì cái nhìn của mình trong cái gương nó rất là khác, phải không ạ? Đó là cái điều mà ông Phaolô muốn chia sẻ với chúng ta trong những cái câu rất là ngắn ngủi ở đây. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với là những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với những điều của xác thịt. Hai bên đều trái nhau dường ấy. Ngày hôm nay chúng ta sống ở trong xác thịt này, ngày hôm nay chúng ta nhìn nhau trong cái xác thịt này, chúng ta thấy những cái khiếm khuyết của nhau trong cái xác thịt này, nhưng mà chúng ta không có thấy được sự vĩnh viễn mà Đức Chúa Trời muốn tạo dựng nên qua những cái sự khiếm khuyết mà chúng ta đang có. Vậy bởi vì cho nên ông Phaolô muốn nói ở đây nhìn nhau qua mắt của Thánh Linh. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 13, đây là đoạn kinh thánh mà chúng ta rất là quen thuộc, nên ngày hôm nay còn lại có ba điều này: đức tin, sự giống cậy và tình yêu thương. Đó là cái điều mà ông Phaolô muốn nhắc nhở chúng ta ở đây. Nếu mà chúng ta nhìn nhau qua mắt yêu thương, đối xử với nhau qua mắt yêu thương, ôm ấp nhau, vỗ về nhau qua tình yêu thương ở trong Đấng Christ, thì cái đời sống của chúng ta nó sẽ như thế nào? Cái đời sống của những người xung quanh chúng ta nó sẽ như thế nào? Nó có khác hơn không? Và đó là cái điều mà ông Phaolô muốn nói ở đây. Những cái điều mà Thánh Linh muốn nơi chúng ta, đó là chúng ta cũng một Thánh Linh đó, biết được rằng chúng ta có nơi chúng ta mạnh, có nơi chúng ta yếu, và những người khác cũng y chang như vậy. Nhưng mà chúng ta mạnh yếu trong những lĩnh vực khác nhau. Nếu mà chúng ta đến bắt tay lại làm việc chung với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, thì cuộc sống của mỗi một người trong chúng ta đều khác. Vậy thì thiên đàng không phải là một cái nơi mà chúng ta sẽ đến, nhưng mà thiên đàng là cái nơi sẽ đến với chúng ta ngày hôm nay, trong giây phút này. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài trời, sự thương xót của Chúa ở cùng với mỗi của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài đến và Ngài giúp cho chúng con chơi ngày hôm nay, thì chúng con biết được tâm tình của Ngài, thì chúng con biết được Thánh Linh của Chúa đang dẫn dắt chúng con, đang dạy dỗ chúng con, đang đem chúng con lại chung với nhau chơi. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa Ngài đến và Ngài giúp đỡ chúng con, thì chúng con biết được rằng chúng con hội họp lại với nhau chơi có một mục tiêu chơi, không để cho chúng con tự có những cái sự cứu rỗi riêng của mỗi một chúng con chơi, nhưng mà để chúng con cùng dìu dắt nhau đi vào trong ngưỡng của thiên đàng của Ngài. Chúng con xin Chúa Ngài đến và Ngài giúp đỡ chúng con chơi, chúng con có thực sự hòa thuận
ở trong tình yêu thương của Chúa. Để chúng con có được sự dung hòa, để chúng con có được sự những sự tha thứ đối với nhau, Chúa ơi, ở trong thân xác này, trong ngày hôm nay, Chúa ơi, để chúng con có thể kinh nghiệm được thiên đàng của Ngài trên đất này. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.